Theo Bộ Y tế, tình hình dịch tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến chủng virus mới nguy hiểm hơn. Số trường hợp mắc bệnh ghi nhận cao trong các khu công nghiệp và tại cộng đồng. Do vậy, việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng là rất cần thiết tại thời điểm này. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh mua công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để chủ động nguồn vaccine cho người dân Việt Nam, đồng thời cam kết với COVAX, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO trong việc tham gia chuỗi chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và mong muốn được đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Việt Nam sẽ đầu tư nhà máy và mong muốn được nhượng quyền sản xuất nhằm cung ứng vaccine cho COVAX và cho các nước. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho biết Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 USD cho chương trình COVAX Facility.